Xin chào các bạn, lại là gia đình Phúc Euro đây. Như các bạn cũng biết là vào những ngày bình thường, không phải dịp đặc biệt hay lễ Tết, thì không phải gia đình nào cũng có thời gian và điều kiện để có thể đi du lịch xa vào những dịp cuối tuần. Nhưng cuối tuần là những ngày nghỉ, thì ai cũng muốn cùng gia đình được thư giãn bên nhau hay đi đâu đó xả stress. Vì vậy mà video hôm nay gia đình Phúc Euro sẽ chia sẻ một địa điểm ngay tại Sài Gòn mà mọi người có thể đến vào dịp cuối tuần, nhanh gọn lẹ mà cả nhà có thể vừa ăn uống, vui chơi, mua sắm, vừa sạch sẽ, mát mẻ mà lại rất gần đối với những ai ở Sài Gòn. Đó chính là trung tâm thương mại Resident Mall quận 7, có địa chỉ cụ thể tại số 101 đường Tôn Dực Tiên, Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhà của mình mà đi được đến Resident Mall quận 7 thì khoảng chừng 30 phút. Từ quốc lộ 50 mình rẽ phải ra Nguyễn Văn Linh và chạy thẳng thôi là sẽ đến nơi. Mà đường Nguyễn Văn Linh như các bạn thấy đó, trống trải, rộng thênh thang luôn. Đến đoạn này là gần tới nơi rồi nè. Các bạn chú ý bên tay phải của mình nha. Phía trước trung tâm thương mại lúc này họ quay lại, không biết là đang làm gì. Có rất là nhiều xe ô tô đậu ở phía trước luôn. Muốn xuống hầm đổ xe thì các bạn phải chạy vòng ra phía sau. Mình chạy tới phía trước, rẽ phải, sau đó tới đèn xanh đèn đỏ, rẽ phải thêm một lần nữa, thì sẽ chạy vòng ra mặt sau của trung tâm thương mại Resident Mall rồi. Ô tô và xe máy ở đây mình sẽ gửi vào hầm ở cổng sau này luôn nha các bạn. Lúc này thì nhà mình đang chạy xuống hầm đổ xe nè. Ở đây ô tô và xe máy sẽ có lối chạy xe xuống riêng, không như những trung tâm thương mại khác cho ô tô và xe máy đi chung, nên các bạn cứ yên tâm khi mà gửi xe ở đây nha. Mình thấy tầng hầm để xe này cũng rộng lắm. Mình đi lúc này khoảng 12 giờ trưa và vào dịp cuối tuần nữa, cho nên là giờ này xe rất là đông, nhưng vẫn có chỗ đậu. Giờ là lúc chuẩn bị vào thôi nè. Hôm nay nhà mình gửi xe ở tầng hầm B3. Ở đây có tới 3 tầng hầm để xe lận đó các bạn. Mình sẽ đi lên thang cuốn để lên tầng trệt, phải đi 2 lần thang cuốn mới lên tới tầng B1. Chỗ này thì vẫn còn dưới hầm chứ cũng chưa lên tới mặt đất nữa. Ở đây thì lúc trước mình thấy có siêu thị, cửa hàng điện máy, khu trò chơi trẻ em rất là nhiều, nhưng mà siêu thị Co-op Extra hiện nay đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 6 rồi và không biết khi nào mới hoạt động trở lại nữa nè. Bây giờ thì nhà mình sẽ tiếp tục đi lên mặt đất nha các bạn. Nãy giờ là mình mới vòng vòng ở dưới tầng hầm thôi đó. Vừa lên tới thì trước mặt mình là gian hàng của Hermès, kế bên là cửa hàng của Muji. Trước đây thì mình thấy là trung tâm thương mại này cũng khá là vắng, nhưng sau khi xây thêm giai đoạn 2 mở rộng thêm một khu cao cấp hơn thì trung tâm này khá là đông. Mình đang quay bên trong của cửa hàng Muji cho các bạn xem nè. Trong này thì bán đủ thứ, từ quần áo, nón, túi xách rất là nhiều luôn. Bây giờ thì nhà mình đi ra khỏi gian hàng của Muji thôi. Kế bên thì mình thấy có một gian hàng mỹ phẩm của Beauty Box. Trong trung tâm thương mại Resident Mall này thì mình thấy là có một khu bán hàng của Robin này các bạn. Và Robin này thì thông tận mấy tầng luôn, 3 hoặc là 4 tầng gì đó. Và ở tầng trệt này thì có rất là nhiều các nhãn hiệu nổi tiếng bán về nước hoa, đồng hồ, mỹ phẩm.
Đây là gian hàng đồng hồ mỹ phẩm nước hoa của khu vực Robin ở tầng G này các bạn. Trong này còn có cả cửa hàng thời trang của H&M nữa nè, Thế Giới Kim Cương, B&G và các gian hàng bán đồng hồ. Tầng này thì toàn là các thương hiệu nổi tiếng như là Chanel, Shiseido. Phía trước mặt mình đang đi tới chính là khu vực mới làm sau này của trung tâm thương mại Resin Mall này các bạn. Khu bên này thì khi người ta mới xây dựng, mình đi vào cảm giác rất là thích luôn, vì rất là đẹp, sang trọng. Các bạn để ý bên tay phải, chỗ lối thoát hiểm, người ta làm một cái bức tường có nhiều cái chấm tròn lấp la lấp lánh màu xanh, rất là lung linh và đẹp nè. Ai mà muốn xem xe ô tô thì vào trong này cũng có luôn nha. Mình thấy trong này có một cửa hàng trưng bày mấy cái mẫu xe ô tô của thương hiệu Land Rover nè. Đi dài xuống dưới này thì mình thấy cũng có các quầy bánh và cà phê để cho mọi người có thể nhâm nhi thư giãn khi mà đi chơi mệt mỏi chân nè. Giờ thì cả nhà của mình sẽ đi tiếp lên tầng 1. Ở khu mới xây của Resin Mall thì mình thấy có làm mấy cái khinh khí cầu để cho mọi người có thể ngồi chơi, nghỉ mệt và chụp ảnh nè. Lần nào đi đến đây thì bạn Phúc và Mỹ Anh cũng đòi đi vào để ngồi chơi để cho cha mẹ chụp hình hết. Hôm mình đi thì vào dịp Black Friday, cửa hàng sale rất là nhiều luôn. Có cửa hàng Ondo sale 70%, giày và túi xách luôn đó các bạn. Cửa hàng thời trang H&M thì có tận 2 tầng trong trung tâm thương mại. Tầng trệt là các mặt hàng thời trang nam nữ của người lớn, thông lên tầng trên là thời trang cho trẻ em. Mình đi một vòng vào đây cho các bạn xem thời trang trẻ em nha. Bạn Mỹ Anh mà vào đây thì tha hồ mà xí soạn luôn. Đúng là con gái, thấy cái gì lấp lánh là thích mê. Còn anh hai Sushi thì đang ngắm cái áo màu đỏ chói chang luôn nè các bạn. Cũng giống như H&M thì cửa hàng Muji cũng có tận 2 tầng thông nhau trong Resin Mall luôn đó các bạn. Theo mình được biết thì Resin Mall quận 7 tập trung hơn 200 cửa hàng tại 6 tầng lầu và có rất là nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế trong nước. Có cửa hàng thực phẩm siêu thị,
cả rạp chiếu phim và vô số các hoạt động giải trí để cho mọi người có thể đến để trải nghiệm mua sắm và vui chơi. Và ở trong này thì rất là nhiều trung tâm thương mại mà mình đi luôn á, là thường người ta trang trí Noel từ rất là sớm luôn. Và trang trí rất là đẹp, lung linh như vậy nè các bạn. Nếu mình nhớ không lầm thì trung tâm thương mại Resin Mall khai trương vào khoảng năm 2011. Và sau này thì do nhu cầu kinh doanh, công ty Phú Mỹ Hưng đã đầu tư thêm kinh phí và khoảng tháng 2 năm 2019 để nâng cấp và mở rộng Resin Mall. Và về sau này thì mình thấy là trung tâm thương mại này càng lúc càng đông hơn đó các bạn. Do là gia đình mình đi đến đây vào khoảng 12 giờ trưa nên các bé đã đói bụng rồi. Bây giờ thì sau một tiếng đồng hồ dạo tới dạo lui, lúc này cũng khoảng 1 giờ thì gia đình của mình sẽ đi thật nhanh lên tầng để cho các bé ăn trưa. Để cho nhanh, gọn, lẹ và tiết kiệm thời gian thì nhà mình sẽ ăn sukiya. Quán này thì lúc nào cũng đông và vừa may là có một bàn trống cho gia đình 4 người của mình ngồi luôn. Mình quay một vòng thực đơn cho các bạn xem nha. Trong này thì có rất là nhiều món từ cơm cho tới mì. Và có nhiều set đồ ăn kèm như là canh, nước hoặc là rau xanh để cho mình có thể gọi kèm. Trong này cũng có cả cơm chay nữa nha các bạn. Và đặc biệt là set trẻ em rất là thích có cơm bò hầm hoặc là cơm gà rán. Đây là phần cơm lươn và thịt bò của anh hai nè. Nguyên một phần này luôn đó các bạn. Và đây là phần ăn của bạn Mỹ Anh nè. Phần ăn trẻ em ở đây vừa có sữa Yakult, sữa chua mà còn có cả đồ chơi nữa, cho nên các em bé rất là thích luôn. Đây là toàn cảnh khu vực ăn uống đứng từ góc của quán ăn Sukiya nhìn ra nè các bạn. Mình vừa bước ra khỏi từ quán Sukiya này nè. Bên kia thì cũng có quán hấp thủy nhiệt Hồng Kông, gà rán, pizza. Đứng từ trên cao nhìn xuống thấy mọi người đi tới đi lui tấp nập. Và siêu thị thì rộng lớn ghê chưa. Gia đình của mình đang đi qua các gian hàng ăn uống. Đi thẳng tới phía trước nữa thì sẽ có rạp chiếu phim. Trước đây thì nhà mình cũng thường hay đi xem phim lắm các bạn. Nhưng mà sau này khi có hai bé nhỏ rồi thì đi cũng không tiện. Vì những cái phim mà mình thích xem thì giới hạn trẻ em không được vào, cho nên thôi.
Rời khỏi rạp chiếu phim thì lúc này nhà mình đang đi qua khu vực trò chơi điện tử. Tầng này thì lúc nào cũng nhộn nhịp nhất ở trong trung tâm thương mại này luôn đó các bạn. Trong này thì có rất là nhiều game luôn. Bên tay trái này có mấy người nước ngoài đang chơi cái game gì mà kéo ra quá trời giấy luôn mà mình cũng không hiểu nữa nè. Mình thấy ở đây lúc này có mới mở ra một khu trò chơi vận động leo núi mạo hiểm. Cũng có rất là nhiều người tham gia chơi leo núi ở trong này, từ trẻ nhỏ cho tới người lớn luôn nè. Bên này thì có một bạn trẻ đang leo, nhìn như vậy thôi chứ xuyên suốt mấy tầng thông lên với nhau, cho nên là rất là cao luôn đó các bạn. Trong này cũng có lẩu Ha Di Lao nữa nha. Lẩu Ha Di Lao thì nằm ở trên cái tầng trên cùng luôn của cái khu mới. Sau khi ăn uống và dạo vòng vòng ở trên thì bây giờ gia đình của mình lại tiếp tục đi xuống dưới. Coi bạn Mỹ Anh đang xí xọn với mấy cái mắt kính mát nè. Robin ở tầng trên này thì mình thấy có bán giày dép, rồi nệm gối, có cả quần áo của trẻ em cũng ở trên này nữa nè các bạn. Con chó giả mà nhìn y như thiệt luôn. Bây giờ thì hai anh em nhà nó đang dụ cha để mua vé cho đi xe lửa nè. Bạn Phúc nhà mình nhìn cao như vậy thôi chứ mới học có lớp 5 thôi đó các bạn. Trong khi chờ đợi hai em đi xe lửa thì cha tranh thủ vào nhà sách Phương Nam để dạo một vòng nè. Các bé đi xe lửa, còn phụ huynh ai muốn đi theo thì đi, còn không thì mình sẽ ngồi chờ có một hàng ghế để cho mọi người có thể ngồi và đợi các con. Bây giờ thì xe bắt đầu chạy rồi nè.
Mình để ý thì xe lửa này chạy khoảng 1.5 vòng đó các bạn. Chạy hết 1 vòng, sau đó sẽ chạy thêm nửa vòng nữa là về bến. Trong khi chờ đợi các bạn đi xe lửa thì mình sẽ vào cửa hàng Lock and Lock nha. Ở đây người ta cũng đang sale quá trời luôn và mọi người cũng đang tấp nập mua sắm ở trong này nè. Kế bên cửa hàng Lock and Lock thì cũng có một cửa hàng lúc trước mình đã mua một cái bàn ủi hơi nước ở đây nè các bạn. Nhưng mà do nó bị hư cho nên là ông xã mình đang đi qua đây hỏi để bảo hành nè. Đây chính là cái bàn ủi giống y như cái ở nhà mình. Và lúc này thì giảm giá còn chỉ khoảng 2 triệu thôi. Mấy cái quạt máy bây giờ người ta làm đẹp ghê luôn đó các bạn. Xe lửa bây giờ đã về tới bến rồi nè. Bạn Mỹ Anh rất là thích đi toilet ở trong trung tâm thương mại Richmond Mall luôn. Vì người ta rất là tâm lý, làm mấy cái bồn cầu cho trẻ em ngồi chung với mẹ luôn nè. Đây là cửa hàng giày yêu thích của hai cha con bạn Phúc nhà mình nè. Ảnh đang chỉ đôi giày màu mè đủ thứ luôn. Bạn Mỹ Anh này đi chơi không biết mệt luôn đó các bạn, nhiều năng lượng ghê. Chơi thì chơi vậy đó, chứ lên xe một chút xíu thôi là bạn ấy sẽ ngáy liền. Đi chơi mệt rồi, ba cha con nhà bé đang chuẩn bị tiến về quán tàu hũ xe lam. Quán này thì nhỏ xíu và bàn ghế thì cũng nhỏ. Ngồi trong một cái khuôn viên rất là chật chội và đông người, tuy nhiên lúc nào quán cũng đông khách. Và ở đây có nhiều món tàu hũ thập cẩm ăn rất là ngon luôn. Nhìn chén tàu hũ hấp dẫn chưa nè.
mình gọi 3 vị để mọi người có thể ăn chung. Vừa ăn tàu hũ xe lam xong thì bốn đứa đi ngang qua cửa hàng Valentino, đang thấy sale quá chừng cho nên là mình vào xem. Và đây là kết quả nè. Bây giờ thì cả nhà của mình đã xuống lại tầng trệt rồi nè các bạn. Cho hai bạn ấy vào xem khu vực trang trí Noel ở trong trung tâm thương mại xong thì cả nhà của mình sẽ ra về. Video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của gia đình Phúc Euro nha. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là like để đón chờ những video sau của gia đình mình. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.